Nghĩa là Huỳnh Hữu hiểu không? Nghĩa là anh ấy thì anh được bảo trợ bởi một nét gọi là network á, một network á thì nó là OTA network ấy, anh em. Là mình được OTA bảo trợ, là OTA là người sẽ giúp mình làm mấy cái việc đó. Nhưng mà bên OTA người ta cũng không giải quyết được. Người ta bảo cứ bảo đồ đợi thôi thì chả biết bao giờ, đợi bao giờ luôn á. Thầy ba bị cây bay cây 1 triệu giáp mà thầy ba là anh ba anh không thích chuộc thôi. Thực ra mà anh ba chẳng qua là anh ăn nhiều gậy quá rồi anh không thích chuộc thôi anh em. Cứ để mà kênh anh ba chuộc lại thì mất khoảng 100 triệu chứ bao nhiêu. Kênh anh ba thì chuộc mất 100 triệu chẳng qua ông ấy không thích chuộc đấy chứ. Ok đây hiểu rồi, ok rồi má thôi đi. Chứ có phải là người ta ép anh ba bị mất kênh đâu. Tại vì anh ba muốn mất kênh đấy để lập kênh khác mà. Ờ, gọi tiếng game rồi đấy, gọi tiếng game rồi em ơi. Nhưng mà mấy con vợ này cũng ác nhỉ. Mấy cái con vợ mà mua clip bản quyền TikTok về cũng ác nhỉ. Đánh nhiều kênh ấy chứ đâu phải một kênh đâu. Anh em biết thằng Hùng Akira không? Thằng Hùng Akira mà trước nó mới donate cho Duy đây. Nó ở bên Free Fire đấy. Nó cũng bị mất hơn 100 triệu giống anh ba mà. Nó cũng mới phải nộp cho bên kia hơn 100 triệu thì người ta mới bỏ gỡ gậy cho nó mà. Kênh nó cũng 1 triệu sắp rồi nên sao ấy. Nói chung là bên đấy làm quả đấy cũng áp phết. À, không nhiều mà. Nhiều người bị mà. Nếu mà theo thông tin chính xác của Duy thì kênh Mythi với cả kênh Virus là bị đầu tiên. Nó bắt đầu mới đến mấy kênh này đấy. Anh Virus đợt đấy hình như ăn nhiều gậy của anh ấy đổi kênh luôn hay sao. Tôi không xem anh Virus nhiều, không biết có đúng không. Mà hình như đúng cái đợt đấy bị report nên là cũng đổi kênh luôn. Hình như làm cái content có kênh sao ấy. Còn lại tí nữa húp lốt là bình. Thì đấy, thì trường hợp của anh Vai Đất cũng giống anh ba thôi mọi người. Nghĩa là mấy Anh ông cũng không biết ấy, chắc là mấy sao ông ấy anh em. cay, mấy ông không thích mấy. Hoặc là cái tiền bản quyền nó quá nhiều, mấy ông ấy không thích chuộc ấy chứ. Mà Duy nói thật với anh em là quan trọng là cái hình ảnh của mình với cả cái mà lượng fan của người ấy như thế nào ấy, thì cái kênh nó kể cả anh em có lập lại 10 kênh thì có người ủng hộ có anh em theo thì nó vẫn thế à. Cái kênh nó chỉ là cái công cụ để bật livestream thôi. Còn một khi đã có lượng fan trung thành rồi thì có ở kênh nào thì nó cũng vẫn cứ là có người xem mà. Nên là suy nghĩ của mấy anh ấy là lập lại kênh, không bỏ tiền ra để chuộc. Mà tôi thật với anh em nhá, lập kênh mới dễ lên đề xuất lắm. Như kiểu Duy cái đợt mà Duy thay cái fanpage này này, cái fanpage này này đợt đầu đấy có bao nhiêu, có 20.000 follow thôi mà bật livestream lên cũng nghìn mấy view à. Ờ
kiểu nó hút hết cái đề xuất của cái kênh cũ luôn á. Chắc là do cái thuật toán của mấy cái platform livestream mà thế ấy. Quan trọng là cái cam này, cái mặt mình nó đang ở cái kênh nào đó là nó sẽ tự động nó hút view hết sang, mà nó không quan trọng là follow. Sao ý? Cái thằng này nó cứ rốt rốt anh em. Cứ bị làm sao ý? Thoải mái. Cứ để dưới lóng, hơi mệt đấy. Nha. Đừng để dưới lóng, hơi mệt đấy. À, mày duy nóng nó thành duy nến luôn đấy. Duy nóng nó thành duy nến luôn đấy chứ. À, mày nóng như nến luôn đấy chứ. Buồn cười. Lên TikTok của ông duy nến. Ông duy nến. Mẹ mà chúng có comment là mày có để cho con mày đi học không hả Duy ơi. Ôi thề luôn, con vợ đấy mà con cái mà đi học thì chắc mấy thằng con mẹ bị trêu, bị bạn bè trêu rất sợ luôn đấy nhở. Nhở. Tính ra ông duy nến ông cứ làm mấy cái trò như thế, xong đến lúc đi học mẹ chúng nó kêu là khổ luôn đấy. Khổ luôn đấy chứ. Mẹ tội luôn đấy chứ. Mấy thằng con kêu tội luôn đấy chứ. Ngày xưa mẹ mình lộ tên bố mẹ ra, chúng nó trêu mình đã cay lắm rồi. Bây giờ bố mình còn lên TikTok chơi mấy quả trò ấy nữa thì thật, đi học khó luôn đấy chứ. Khó để đi học luôn đấy chứ. Anh Duy mẫu thử. Bảo sao tự nhiên đến đi im lặng anh em ạ. Nói chung là con Victor này thì thoải mái cho anh Duy. Đúng tủ mà. Ê cây ơi. Lồng ná nó là đông quá anh Duy. Kiểu con cũ phải không? Cảm ơn Đức nha Đức ơi. Đánh hay quá idol. Ok Đức ơi, lâu lắm mới được bạn Đức mình khen câu sướng nhé. Lâu lắm được bạn Đức mình khen nghe đã cái lỗ tai chưa? Mày TikTok luôn như đạt ơi, TikTok luôn đấy. Hay là mình try hát lại cái Midland này cho tử tế nhở. Có hát được không? Em chỉ hỏi là có hát được không thôi. Hát được mà. Galio TF với cả Lissandra cho em cay. Anh đánh con TF thì anh ganh được, anh đánh được nhá, anh bao quát được nhá, nhưng mà anh cảm giác anh con TF nó không carry được ấy, nó cứ đần lắm. Ở team như cảm giác mình cứ bị thuộc đam của mọi người, cứ CC không à. Mà cần nghĩ nhờ tính ra con Victor cái đồ mới sinh ra là dành cho nó luôn đấy nhỉ. Mạnh mà kinh thật đấy, hai cái vương miệng luôn mới sợ. Ừ, giờ nhiều người livestream bên Nemo mà, nói chung là cái bên nói chung là bên Nemo mà những ai mà nổi tiếng rồi sang bên Nemo là hợp lý đấy anh em. Nếu mà Duy mà có cái kênh YouTube là rơi khoảng 300.000 sub là Duy sang Nemo là đẹp. Mỗi tội là mình cái kênh YouTube của mình nó bé quá. Bây giờ mình xin deal ở bên Nemo là khó. Giờ Duy muốn làm Nemo thì Duy phải sang bên YouTube Duy like tầm khoảng mấy tháng.
anh em rút vi lên khoảng 200.000 sắp hoặc là lấy cái loot bạc đấy, thì lúc ấy đi deal thì nó mới vào cầu được. Chứ bây giờ Duy sang bên đấy Duy deal chắc là được hợp đồng nhỏ, chắc toàn được hợp đồng nhỏ thôi. Anh nhưng mà nay bên đấy làm tiền anh đi. Nói chung là lắm tiền thì nó làm app thì lúc nào nó cũng nhiều tiền hơn làm những cái nền tảng khác rồi. Nhưng mà làm app nó bị một cái là nó chỉ cày tiền thôi, sang đấy nó cày tiền thôi chứ sang bên đấy ít người bấm vào, người ta xem mới ở đấy lắm. À công nhận. Chỉ có Chỉ anh có em Facebook với YouTube là lâu. nó hay đề xuất đi anh em, hay có người xem mới ấy. Nên là anh em nào mà nổi tiếng rồi thì làm app nó dễ. Làm bên Nemo thì một khi anh em đã vào app thì tôi thật với anh em là mình xem ca nhạc ca nhiếc thoải mái mà. Anh em rảnh tay cho Duy xin một like một share anh em. Victor để đòn phủ đầu mạnh không? Quá mạnh luôn em ạ. Anh làm trận nữa đây. Đánh trận vừa rồi chưa?